Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 1 giờ chiều, tức là 13 giờ của ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021. Nói chuyện về drama thì có nhiều bác không thích, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có nhiều người thích. Chính vì thế mà nhiều bạn trẻ cũng như là nhiều người cũng gửi cho tôi những cái thông tin để mà muốn hỏi xem rằng là ý kiến của tôi như thế nào. Thế thì tôi cũng phục vụ mọi người thôi, đa dạng mà, một ngày lên một vài cái video thì trả lời nhiều cái chủ đề khác nhau cũng là cái điều mà rất là thú vị. Tôi học được từ đó và chắc là các bác cũng có, bác nào mà có cái tập đa học hỏi thì cũng có thể là thấy được một vài cái điểm mới ở trong này. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì có hai cái chủ đề chính. Một là việc về siêu Phương Hằng đến chỗ tỉnh thất Bồng Lai. Cái thứ hai nữa là cái việc mà loạn đả quần hùng. Thế thì tôi cũng xin chia sẻ với các bác về cái chủ đề đầu tiên, đó chính là cái việc mà CEO Phương Hằng là tuyên bố đến tỉnh thất Bồng Lai. Nôm na là cái gì cũng phải có dẫn chứng. Tôi thì không hay vào những cái trang của CEO Phương Hằng hay là một số người khác bởi vì là khó thể nghe được, nhưng mà những cái gì mà sự kiện, nghĩa là những cái sự kiện mà dư luận xã hội quan tâm thì cũng được lên một vài cái trang tin. Vậy thì tôi và các bác sẽ qua cái trang tin này để chúng ta tổng hợp lại nha. Cũng cảm ơn các bạn trang tin đã tổng hợp để mà chúng ta có cái để mà bàn bạc. Thứ nhất, trên tờ số 2 người ta nói thế này: bà Phương Hằng thì chốt kèo đó, chốt kèo thứ năm thì sẽ đến thăm ông Lê Tùng Vân ở tỉnh thất Bồng Lai. Đó là dòng thông báo đanh thép thì được bà Phương Hằng đưa ra sau khi mà phía tỉnh thất Bồng Lai thì nhất quyết im lặng. Và dù ở đây nói rất rõ này, dù là người không liên quan gì tới việc kiện tụng ở tỉnh thất Bồng Lai, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam thì vẫn quyết tâm tham gia vào drama này. Sau lời kêu gọi chứng minh cái sự trong sạch cho thầy của ông Lê Tùng Vân thì nữ CEO thì 5 lần 7 lượt kêu gọi nhân vật này. Đầu tiên thì bà tuyên bố sẽ cho 20 tỷ để đền bù danh dự nếu ông Lê Tùng Vân thử ADN với anh Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận mình là con ruột và là nhân chứng ở tỉnh thất Bồng Lai cùng hàng loạt người khác. Bạn nên nhớ dùng cái từ cùng hàng loạt người khác nha. Sau đó thì ông Lê Tùng Vân đáp lại là nói sẵn sàng thử ADN với một mình Lê Thanh Minh Tùng và không nhận 20 tỷ. Và đây gọi rằng tỉnh thất Bồng Lai hay còn gọi một cái tên mỹ miều hơn, đó chính là Thiên Thiền Nam bên bờ vũ trụ. Và nữ CEO thì quyết định nâng kèo lên thành 300 tỷ đồng thì vẫn với điều kiện cũ, nhưng từ phát ngôn của bà Phương Hằng thì đã 3 ngày trôi qua thì tỉnh thất Bồng Lai thì không có cái động thái nào. Và ở đây thì cho biết rằng là nếu như ông Lê Tùng Vân không lên tiếng thì bà sẽ thông báo chính quyền và đến thăm ông Lê Tùng Vân vào thứ năm đó, và bà cũng sẽ báo trước với gia đình để ông Lê Tùng Vân biết trước về chuyến thăm này. Động thái này của bà Phương Hằng thì rất được chú ý vì trước giờ các bên chỉ giao tiếp qua lại bằng livestream và phát ngôn thông qua mạng xã hội chứ chưa từng một cuộc gặp mặt trò chuyện trực tiếp nào. Vân về phía tỉnh thất Bồng Lai thì họ vẫn tổ chức tiệc mừng kênh YouTube thì có 2 triệu lượt theo dõi, vẫn đưa nhau ra phố để mua sách trong ngày Halloween. Vì vậy thì ông Lê Tùng Vân thì vẫn giữ im lặng trước những đề nghị thách thức, vân vân như thế này. Thế thì bình luận về việc này nha các bác. Bình luận nha. À, khổ lắm cơ. À, các bác nhìn hình ảnh này, các bác nhìn hình ảnh mà ông Lê Tùng Vân cùng cả mọi người này. 91 tuổi mà vẫn được như thế này là cũng kinh điển đấy, các bác nhỉ? Đúng không ạ? À, cũng kinh điển đấy, không phải là dễ dàng đâu. Đó. À, tôi xin chia sẻ với các bác đôi điều. Trên đời này chắc cái đau nhất trong cuộc sống là người khác cứ réo xa xả nhưng mà bên này người ta chả thèm làm cái gì cả. Họ thèm chả thèm làm bởi vì 2 thứ thôi: một là họ chả thèm chấp, cái thứ hai nữa rằng là dính vào họ chả có lợi lộc gì ở đây cả. Tôi nghĩ rằng cái này tôi đã phân tích lâu rồi, cái kèo 20 tỷ hay là 300 tỷ nó buồn cười lắm, bởi vì là chị có nâng lên 3 tỷ đô la đi chăng nữa, có dâng toàn bộ cái tài sản của Đại Nam về phía ông Lê Tùng Vân nếu đáp ứng được những điều kiện của chị thì không ai dám nhận hết, chắc chắn không ai dám nhận hết, nhận cái kèo này. Bởi vì tại sao? Bởi vì đơn giản thôi. Bây giờ tôi đã ví dụ với các bác rồi, tự dưng có một cậu thanh niên 15 tuổi sang và bảo với tôi rằng là ông Hoàng Dôn là bố của tôi, và người khác cũng nói như vậy, người ta kéo đông kéo đỏ đến nhà tôi bảo rằng là có một cậu thanh niên lão hoắc 15 tuổi bảo rằng ông Hoàng Dôn là bố của tôi. Thế là tôi mới bực mình cho đây ngay. Rõ ràng là tôi có vợ, có con bình thường và việc này được công khai. Thế thì tự dưng bảo rằng là
sẵn sàng là tôi sẵn sàng đối chất và xét nghiệm với cậu thanh niên 15 tuổi kia để chứng minh rằng là tôi với cậu đấy không có một quan hệ huyết thống. Thế nhưng mà người ta đã đặt một cái kèo này, tôi sẽ cho anh gọi rằng là 3.000 tỷ nếu như mà anh xét nghiệm ADN với cậu 15 tuổi đó cộng với cả xét nghiệm với Johnny và Ken của tôi. Nếu như cả ba mà không có quan hệ huyết thống thì tôi sẽ cho anh 1.000 tỷ, à 3.000 tỷ. Thì tôi nghe thấy nó buồn cười. Tôi nói thấy nó buồn cười lắm á. Bởi vì rõ ràng là Ken với Johnny chỉ là giọt máu của chúng tôi, đúng không ạ? Thì ở đây cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy. À, tôi đã nói rồi, siêu phương hàng sòng phẳng thì phải chơi riêng Lê Thanh Minh Tùng với cả là bên phía của ông Lê Tùng Vân. Còn tự dưng là lôi mấy cái người kia vào để làm gì? Bởi vì mấy người kia đã được chứng minh từ năm ngoái, chính quyền cũng đã ra thông báo và cũng đã nói rằng là phần lớn và kết luận rằng là phần lớn, không phải toàn bộ nhưng mà phần lớn những trẻ em ở đó là có mối quan hệ huyết thống đối với gia đình của ông Lê Tùng Vân. Nguyễn Xin thì cũng đã lên tiếng cái điều này rồi. Vậy thì chị lôi kèo này về để làm cái gì? Đúng không ạ? Những cái gì đã được chứng minh và rõ ràng rồi thì tự dưng lôi vào, tự dưng tôi thấy nó một cái gì đấy nó lấy đấy. Rõ ràng chị biết cái điều này, chị biết cái điều này, nhưng mà lại lôi thêm cả những anh Lê Thanh Minh Tùng vào. Vậy thì cái anh Lê Thanh Minh Tùng kia cũng chỉ là một cái kẻ giả danh và cố ý để mà tạo ra một cái chuyện không có thật để mà dồn cái sự chú ý để mà chị đỡ được cái khoản này hay không? Chứ nếu như chị nhân danh chính nghĩa và nhân danh sự thật thì rõ ràng là chị nên có một cái trong cái livestream chị tuyên bố, đó chính là Lê Thanh Minh Tùng là con của Lê Tùng Vân. Vậy thì xét nghiệm riêng hai người này với nhau thôi. Đây là cái thứ nhất là tôi có thể chia sẻ với các bác và mọi người. Cái điều thứ hai nữa rằng là có đúng đúng luật pháp, đúng đạo lý hay không? Bởi vì tôi tin chắc rằng khi mà chị thứ năm này đến thì chị cũng sẽ kéo theo một loạt các YouTuber đến nhà người ta và tập trung là livestream rồi là bình phẩm rồi vân vân, kể cả ông Lê Tùng Vân không ra tiếp. Đó. Và bên cạnh câu chuyện không giao tiếp đó, bởi vì đơn giản thế này với các bác này, thế tự dưng nhé, tôi hỏi các bác ở có ở trên kênh này, tự dưng có một ngày đẹp trời có một nhóm người, rất nhiều người xông đến trước cửa nhà các bác, gõ cửa và sau đó rằng là livestream nói chuyện, thì liệu rằng là có ổn hay không, các bác có chấp nhận cho người ta vào nhà và các bác có chấp nhận tiếp chuyện đó không? Câu chuyện này có thể rằng là nếu như không quản trị một cách chặt chẽ thì có thể xảy ra những mâu thuẫn và xích mích và thậm chí rằng là có thể xảy ra đổ máu ở ngay tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hay là tỉnh thất Bồng Lai. Cái việc Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hay là tỉnh thất Bồng Lai đã được dấy lên dư luận và đã được rõ ràng, dấy lên một lần nữa thì cũng tốt nhưng mà nó phải ở cách khác chứ không phải cái cách như kiểu như thế này. Và rõ ràng là chị tự cho mình là một người chân lý và cầm đầu một cái đám du côn, tôi nói thật không khác gì mà anh chị xã hội đen cầm đầu một cái đám du côn và đến nhà người ta và đến trước cửa rồi là quậy tưng bừng lên, nó ảnh hưởng và mất an ninh trật tự. À, có một trường hợp nữa xảy ra là chính quyền thì có hốt chị cho lúc này không, hốt chị bởi vì rằng là khi mà chị đến đó, kể cả chị thông báo với chính quyền hay thông báo với cả ông Lê Tùng Vân, nhưng nếu như có một cái sự việc tụ tập đông người trong thời điểm Covid hiện tại, chúng ta nên nhớ đây là thời điểm đang dịch bệnh nha, đang dịch bệnh nha, Covid hiện tại và gì ạ, Covid hiện tại và đám người tụ tập đông người không giữ được khoảng cách 5K thì đó có phải là một cái chống dịch nữa hay không? Rất nhiều lý do để chúng ta có thể thấy được ở trong cái câu chuyện này là có nhiều cái dấu hỏi to tướng luôn, to tướng ở trên đầu luôn. Một là mục đích của chị, hai rằng là chị cố gài bẫy người ta, hay là chị làm cái gì đó. Nghĩa là danh thì không có chính mà ngôn thì cũng không có thuận nốt. Đặc biệt rằng là chính quyền đợt này đang đang chống dịch, vậy thì tụ tập đông người như vậy là một cái việc không nên một tẹo nào. Tôi thì nghĩ chắc chắn rằng là sát đến ngày hôm nay thì là thứ ba rồi, còn 2 ngày nữa, tôi thì nghĩ rằng là phải đến 70-80% cũng không nên được chắc chắn đâu, là đến sát ngày là thứ năm thì chị sẽ đưa ra một cái thông báo, đó chính là không thể đến bên phía của Việt Nam Bên Vũ Trụ hay là Lê Tùng Vân được bởi vì có một số cái liên quan tới chống dịch. Nhưng mà tôi nói thật với các bác rằng là tôi không thích một người tự động nhân danh chính nghĩa thông báo những cái buổi như thế và kéo bè kéo cánh đến đến nhà người ta để mà hỏi han tội lỗi. À, nhân đây thì tôi xin chia sẻ với chị luôn rằng cái điều này, chị có nhớ lại cái anh chàng bạn rất thân của chị đã từng lên livestream rất nhiều lần với chị, cực kỳ thân, đó là anh chàng Jimmer Duy Nguyễn.
Khi mà cái đám nghệ sĩ đến tận nhà anh ta để hỏi tội và hỏi những cái điều như thế thì như thế nào? Và chị đã phản ứng về việc đó ra sao? Ngôn từ của chị, tất cả mọi thứ về cái đám nghệ sĩ đến như thế nào? Thì chị hãy suy nghĩ cái điều đấy. Và tôi cũng đã nói rất rõ, trong cái thời điểm đó, hình như tôi là YouTuber duy nhất bảo vệ anh Zimmer Duy Nguyễn của chị là ở trong cái đoạn đó, và phản bác cái đội nghệ sĩ một cái hành động vô pháp vô thiên như vậy. Tôi dùng cái từ vô pháp vô thiên của cái đám nghệ sĩ đó, thì kéo đến nhà Zimmer Duy Nguyễn, kéo đến để mà quậy tưng bừng khói lửa ở chỗ đó lên. À, chị nên nhớ lại cái điều này, đúng không? Và tôi rất rõ ràng, tôi không hề quen biết Zimmer Duy Nguyễn, nhưng tôi thấy cái gì đúng thì tôi bảo là đúng, và cái gì sai thì cũng bảo là sai. Anh Zimmer Duy Nguyễn hay là bất cứ ai có những cái hành động là bất cứ ai mà bị như thế thì tôi cũng đều bảo vệ, không quan tâm, kể cả người tôi ghét đến mấy. Còn bên phía của đám nghệ sĩ ngày trước mà kéo đến nhà Zimmer Duy Nguyễn, đó hành động là sai, tôi chỉ nói thẳng là sai. Vậy thì khi chị mà đến đây chỗ này thì tôi cũng bảo luôn rằng chị là sai. Nói thế nhanh, chị chẳng khác gì cái đám nghệ sĩ ngày xưa hô hào rồi kéo đến nhà người ta để mà họ cho ra nhẹ. Đây là câu chuyện để nói rằng là chúng ta lật kèo hay chúng ta lật lọng hay chúng ta lấp liếm gì thì nó là ở cái chỗ này nha các bác. Tôi sẽ lưu lại cái video này để tôi nói, để tôi lưu lại tất cả mọi thứ để mà nói với các bác rằng là tôi luôn nhất quán các hành động của mình, chứ không như ai đó lật tung hết cả lên. Đấy là cái điều mà đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ về câu chuyện mà siêu Phương Hằng mò đến nhà Đại A, à mò đến nhà tỉnh Thất Bồng Lai, Việt Nam bên bờ vũ trụ. Câu chuyện thứ hai là cái vấn đề mà tôi nhiều người bác hỏi rằng là bây giờ loạn đả cào cào, thì tôi cũng chỉ xin trả lời ngắn gọn thế này thôi. Và những cái gì nhân danh chính nghĩa nó chỉ là cái sự giả danh. Để nói như thế cho nó vuông nhé. Bởi vì nếu như nhân danh chính nghĩa thật thì người ta sẽ đi tới cùng và người ta không có ngại bất cứ một cái thứ gì hết. Chuyện chưa đâu tới đâu cả mới rất là nhẹ nhàng, mới chỉ gọi lên công an hỏi vài lần. Người khác mà bị công an gọi lên như thế thì người ta sẽ rủa xả rằng là à ông là cái đồ phản động, ông là sắp bị đi tù rồi, thế đúng không? Các bạn nào nói đúng không? Thế nhưng phe mình mà cũng bị gọi lên công an, cũng bị nói chuyện như thế, rồi vân vân, mới ăn được mấy cái lá đơn và vẫn còn hô hào, thì đó cũng là một cái để mà chúng ta xem rằng là tiêu chuẩn kép hay rằng là ở đây người nào suy nghĩ chín chắn thì thử suy nghĩ cách quan sát công minh xem tôi xem nào, liệu tôi nói có đúng hay không, đúng không ạ? Có phải là hai cái thái độ ở một cùng một cái sự việc không, đúng không? Cùng một cái sự việc giống nhau nhưng có hai cách nhìn khác nhau á, gọi rằng là tiêu chuẩn kép đấy. Thế rồi các bác có thể thấy rằng là bắt đầu tan rã, bởi vì chỉ cần có biến thôi là tan rã. Khi mà có lợi với nhau á thì kinh lắm. Còn nói như kiểu như là mọi người á, là chính là cái luận điệu của những cái người đó, luận điệu của chính chính cái này, của chính những trung nhân, của chính những lang thang đường phố, của chính những Quỳnh Như, của chính những người kia, thì người ta luôn nói rằng là đúng không, thì không có lửa thì làm sao có khói. Thì vậy thì cái câu chuyện rằng là các anh chị nhận tiền của ai đó, các anh chị YouTuber nhận tiền của ai đó để theo đến cùng, nghĩa là người ta làm vì công việc, người ta làm vì lòng tham, chứ không phải là làm vì một cái điều gì đó chính nghĩa như là Quỳnh Như đã nói ở trên. Vậy thì có phải là có lửa, không có lửa thì làm sao có khói không? Câu chuyện này tất nhiên là không có bằng chứng và tôi cũng chẳng muốn đả động gì được cái chuyện này cả. Nhưng mà Quỳnh Như đã nói như vậy trên trang cá nhân của mình thì rõ ràng là không có lửa thì làm sao có khói. Các bác suy nghĩ xem. Và nhận tiền để làm một cái điều gì đó, và những điều đó mà sai pháp luật thì những người chi tiền có bị tội hay không? Thì các bạn có thể suy nghĩ cái điều này. Chính nghĩa sau một quãng thời gian nó sẽ bị lột mặt nạ. Và các bác sẽ thấy rằng là trong vòng khoảng tầm 3 tháng đến 4 tháng nữa, chính nghĩa của các bác sẽ bị lột mặt nạ ra để hiểu rằng thế nào là chính nghĩa nha. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.